Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Mình giấu nghề là một giáo văn về ở ẩn. Tập 1 phần 2 nhé. Liên phun bộ thì nằm dưới phòng mô tả. Nhìn kìa đã đó mà cá rồi đó. Chắc lần này chị tới em có nghi ngờ quan hệ giữa hai chúng tôi đúng chứ? Yên tâm đi, chúng tôi chỉ là bạn mà thôi. À còn nữa, hợp đồng hai người em ký trả lời cho anh ta đi. Lát nữa chị chuyển cho em 300.000. Ờ chứ tổng mà không công thì không nhận thưởng, cái này em không nhận được. Không, em không hiểu rồi, đây là lấy ở trong tương lai của em đó. Sau khi em tốt nghiệp thì cứ tới chỗ chị làm việc. Cảm ơn chị nha. Vào vũ mục là mơ ước của em đó. Quả nhiên chị với anh Trần đều là người tốt. Sư tổng mà anh Trần tới rồi, anh nhờ nãy tới chỗ bác sĩ Dương. Ừ, cuối cùng anh ta tới rồi à? Được rồi, vậy thì chị đi đây. Chưa hôm nay chị tới đây là bị mật đó. Vâng. Thầy à, bệnh tình của Đinh Thù Vân đã chuyển biến xấu rõ ràng rồi. Nếu không lập tức anh hóa trị liệu, sợ sau này chỉ còn chống khống chế được thì toàn. Hóa trị liệu có thể sống được bao lâu? Nhiều nhất 2 năm. Chứ dù là mình chữa hết trị thất bại thì kéo dài mạng sống của Đinh Thù Vân thì trong 10 năm cũng không thành vấn đề. Tối nay khóa phòng bệnh số 1 lại. À tôi không ra, còn ai được vào? Thầy định tiến hành chữa trị cho Đinh Thù Vân sao? Lý nào thầy sự có cách nào chữa bệnh cho Đinh Thù Vân? Tôi cảm thấy vẫn nên chữa trị ở trong phòng phẫu thuật hơn. Ở đó đầy đủ thiết bị kiểm tra. À không sao, phòng bệnh chỉ cần không có người vào làm phiền là được rồi. Tôi lập tức đi nói với y tá trưởng. Phun bộ nằm dưới phòng mô tả nhé. Thầy à, bây giờ bắt đầu được chưa? Ừ, không còn thời gian trì hoãn nữa rồi. Thầy, bác sĩ Dương hai người. Chuyện này quay về sẽ nói, chỉ cần tiếng Anh là được rồi. Để đảm bảo duy trì sống được hơn 10 năm nữa. 10 năm anh nói thật sao? 10 năm anh nói thật sự sao? 10 năm đã đủ rồi. Em muốn giúp tất cả của bản thân để mày hưởng phúc. Bác sĩ Dương xin lỗi, lần này không thể để ông quan sát nữa. Bác sĩ Dương, à, ngày quá, thầy con đang trầm mặc trong những lời vừa nãy của thầy. 10 năm trong mắt tôi đã bình phục hoàn toàn rồi. Tôi hiểu, với biết của học sinh là bây giờ vẫn chưa thể hiểu được ý tưởng của thầy. Tôi sẽ nỗ lực thầy, học sinh chúc thầy thuận lợi. Đền mau lấy chậu nước tới đây, lát nữa giúp anh lau mồ hôi. Vâng. Xem đây, lão già, thủ pháp đồ đệ ông nhất định sẽ không thua ông đâu. Kiểm trích thần túc. Anh ấy trước kia đã trải qua những gì? Liên lực kỹ thuật thần kỳ như vậy phải trải qua bao nhiêu gian khổ chứ? Quả khí của anh ấy nhất định còn khổ hơn mình nhiều. Thì trong mắt anh ấy lại không có thấy chút buồn bã ưu tư nào. Tiếp theo mới là trọng điểm này rồi. Đầu tiên đưa virus HIV vào cơ thể để cho nó phá hủy tế bào bệnh. Nửa tiếng sau, quả nhiên virus HIV quá nhiệt là có hiệu quả. Lần này cũng tạm được rồi. Về đi Đình Đình à, cho gì uống những viên thuốc vừa nãy anh đưa cho em đó. À vâng. Thành công rồi, cơ thể của dì đã dần dần hồi phục rồi. Ngày mai có thể xuất viện. À thật sao anh Trần, em thật sự không biết nên báo đáp anh như thế nào nữa. À không sao, em cứ chăm sóc dì trước đi. À cô gái à, mày cảm giác sao rồi? Mày cảm thấy tốt hơn so với lúc trước nhiều rồi. Ôi không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Con gái à, dìu mẹ xuống giường. À, vâng ạ. Ơ. Cảm ơn ở cứu mạng của cậu Trần. Dì Đình à, con chỉ là thuận tiện giúp đỡ thôi. Dì đừng có như vậy. Mau lên giường nghỉ ngơi đi. Bây giờ dì còn phải nghỉ ngơi. Đình Đình à, đưa đồ ra đây. Sau đó con ra ngoài trước đi. Đừng có cho ai vào. Ai vào vâng. Ở cứu mạng không có gì bảo đáp. Thứ này đối với tôi mà nói là vô dụng. Mong cậu Trần hãy nhận lấy. Dì Đình à, thứ này có lẽ rất trân quý, dì vẫn nên giữ lại đi. Cậu Trần à, xem thử là biết. Đây là
Bằng thiên vận kinh hả? Là được quan tài quan trọng nhất, được ghi chép ở trong tự Vũ Từ Quyết. Đó trong quý của nó ngay cả 1.000 cây nhân sâm nghìn năm cũng không thể nào sánh được. Tại sao thần vật này lại ở trong tay Đinh Thu Vân? Cậu Trần à, ngọn núi cao nhất ở với cậu tên gì? À dì Đình à, sao dì lại hỏi vậy? Con không phải người của ẩn thế võ môn sao? À con không phải là người của một phái ẩn thế, nhưng mà rất ấn thú với một phái ẩn thế. Dì Đình à, dì có thể nói cho con biết chuyện liên quan tới môn phái ẩn thế không? À, tôi cũng không phải, chỉ là có qua lại với người trong ẩn môn thôi, nhưng mà hiểu biết cũng không quá nhiều. Nếu như cậu không phải nhưng lại có thân thủ như vậy thì vẫn nên mà dạch ẩn tính nhiều thì hơn, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân. Dì Đình à, con hiểu mà. Đúng. Dì Đình à, con đi gặp tên này một chút nhé. Quay về rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cái gì? Tên này quá thật không bình thường. Tập 2. Quay tên này quá thật không bình thường. Anh bạn à, thân thủ cũng không tệ. Anh là gì? Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Cậu không cần biết tôi lại, cậu chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của cậu. Cái gì? Sao có thể? Sao hả? Không phải muốn giết tôi sao? Nay thì giết. Đây là lực chân của con người sao? Gãy mất mấy khúc xương sườn rồi. Được đấy, tố chất cơ thể cũng không tệ. Ăn một đạp của tôi mà vẫn có thể đứng dậy à? Nói đi, rốt cuộc là ai phái tới? Thù mới hay là thù cũ? Xem ra xem thường cậu rồi. Nhưng mà dữ liệu của cậu đã bị chúng tôi ghi chép lại rất nhanh thôi. Ngay chết của cậu đã tới rồi. Ây da, đúng là linh cảm tư mà. Cán thú tự vẫn, xem ra tổ chức này khó đối phó rồi đây. Quả nhiên trên người cũng không có bất kỳ một manh mối chứng minh thân phận. Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết mình? À kìa, phát hiện ra rồi. Tôi cũng muốn xem thử các người còn có bao nhiêu trò. Vâng, tiếp nhận bệnh nhân. Cảm ơn dì Đình. Cậu Trần à, tôi còn có chuyện muốn nhờ. Dì có nói gì à? Sợ là có liên quan tới võ môn và băng thiên vận kinh hà đúng chứ? Đúng vậy, năng lực có hạn. Nếu cậu Trần có lòng thì chính hãy chăm sóc Đình Đình, nó rất là đáng thương. Hả? Muốn gả con gái cho tôi ư? Không lâu sau thì người của võ môn sẽ xuất hiện. Nguyên nhân cụ thể tôi sẽ không nói cho cậu được, cho nên... Con hiểu rồi, cứ giao cho con đi. Con nhất định sẽ báo về Đình Đình. Xem thử hôm nay quay được cái gì nào. Tên này là người sao? Chợp mắt di chuyển tận mười mấy mét. Vậy màu chống báo lên trên mới được. Ồ, có vẻ như có kẻ đứng sau sắp xuất hiện thần rồi. Lão đại à, em có chuyện quan trọng muốn cầm bẩm báo. Anh Hổ đang ngủ, có gì vậy rồi nói. Nhưng mà không sao, nói đi. Hắc đầu à, nhiệm vụ thất bại, đã uống thuốc tự sát rồi. Hắc đầu à, thất bại rồi. Đối phương lại là đơn hàng bởi chị. Đối phương xem ra cũng chả làm sao. Trần Hảo Tiến, anh yêu à, anh quen sao? Đâu chỉ quen chứ, những vết tướng trên người anh đều là hắn đỡ lợi đó.
Ý à, đây là ai ta? Sao mà nóng nhói he? Trần Hạo Thiên. Có phải mày tưởng chỉ có mày mới có được virus siêu năng lực không? Nhìn đi, virus tính này nắm giữ còn nhiều như vậy, gấp 10 lần của mình ư? Được rồi, thời gian biểu diễn đã kết thúc rồi. Tao rất nhanh sẽ tìm thấy mày thôi. Sau đó rửa sạch mối thù ngày trước. Trần Hạo Thiên à, vừa thăng chức cho anh là đến trở rồi, con muốn làm không vậy? À sẽ tổng hòa tình hình của tôi đó, con cũng biết rồi đó. Không phải là tôi đi thăm bệnh sao? Bệnh của mẹ vợ anh sao? Sao rồi? Là về vợ tương lai vẫn ổn chứ? Ngày nào tôi cũng đi thăm. Trần Hạo Thiên à, anh cứ giả vờ tiếp đi. Anh chắc là Đình Đình là bạn gái anh chứ? Thôi tiêu rồi, nghe ngữ khí này chắc chắn là cô ấy thật sự đã tới bệnh viện rồi. Đừng có tưởng tôi không biết, còn qua lúc anh tới bệnh viện tôi cũng ở đó. Quá nhiên mà. À chuyện anh tới muộn, à, tôi không đi cứu mà nữa. Nhưng mà vấn đề kìa, anh có suy nghĩ kỹ chưa? À vấn đề gì cơ? Đừng có giả vờ nữa, anh rút cuộc có làm bạn trai tôi không? À tôi đi họp trước. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng có hòng làm lừa đi. Ui không phải chứ, giao giao cố thật á. Chào trợ lý Trần. Chuyện như vậy sao đột nhiên lại lịch sự như vậy? Chúng tôi nghe nói rồi, ngôn ngữ của anh rất là tốt. Trước kia sao lại làm lao công? Mấy đồng nghiệp hình như rất thích anh đó. Các cô cũng quá thực dụng rồi đó. Mấy ngày trước còn coi tôi như là rác ấy chứ. Trần Hạo Thiên, hôm nay tan ca có việc không? Trước mắt thì không, sao vậy? Có muốn cùng đi ăn tối với tôi không? Bữa lần trước đã lỡ mất rồi. Tôi không đi được không? Không được, tan ca gặp. Anh không tới thì hai chúng ta không xong đâu. Sau khi tan ca, anh ngại quá trời ly lù à, lại để cô tốn phí rồi. Tôi thực sự không hiểu sao mời anh ăn cơm lại khó như vậy chứ. Vậy tôi vốn không muốn dây dưa với mấy người, mà các người lại rờ tì với người bên cạnh của tôi. Vậy thì vậy chúng có thể nhìn thấy được virus được? Vẫn chơi à? Thì ra là vậy. Các người cũng giống tôi, nhiễm virus siêu cấp à? Nhưng mà hình như các người không dung hòa được với virus. Tuy có được sức mạnh hơn người, nhưng đã không còn được coi là con người nữa rồi. Tập 3. Đúng là đáng thương. Phun bộ link dưới phòng mô tả nhé. Trần Hạo Thiên, tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Vì máu phụ mối này này mà chúng ta mới cam tâm tình nguyện biến thành như vậy. Ồ, có các người rốt cuộc là... bà đi, có nói thì tôi cũng không biết. Kẻ thù quá nhiều rồi, không nhớ hết. Hả? Không để tôi nói xong được hả? Anh bạn à, chị mất dây rồi đó. Chị đi đâu? Cho mày ăn việc viên sói nè. Ui cha. Nói virus của các người từ đâu lấy? Tôi cũng không biết, lấy do lão đại đưa cho chúng tôi. Virus này đáng lẽ hết chỉ có một phần mới đúng. Lão đại người có tên gì, có thù gì với tôi? Không được cử động, cảnh sát đi, các người đã bị bắt. Chết cha rồi, to chuyện rồi. Tại Public phòng thẩm vấn số 1. Ý của anh là chúng đột nhiên nổ súng bắn cái anh ư? Nhưng anh Tây không lại khống chế chúng,
Dù sao thì lúc nhỏ cũng là người từng luyện võ. Chú cảnh sát à, tôi đi có thể được coi là tự vệ chính đáng cũng không? Một người bị đánh méo mật, một người thì lũng não sầu. Anh nói với tôi là anh đánh tới khúng. À, cục trưởng à, vừa nãy cục trưởng Chù gọi điện tới, cô chúng tôi phải chăm sóc. Anh tên Trần Hạo Thiên này. Cục trưởng Chù à, nói lát nữa sẽ đi thần qua đây. Tên này có phải là đi thần gì với cục trưởng Chù không? Đừng có mà suy nghĩ lùng tùng. Ở trong địa bàn của tôi, cho dù là ông trời cũng phải bó tay. Cũng tò mồm lắm. Tôi sẽ tự đi gặp hắn. Cậu ra ngồi trước đi, để tôi hội cùng hắn. Cục trưởng Tù. Ôi chào cục trưởng, không ngờ cục trưởng Khu Đồng Hòa lại xinh đến như vậy. Bớt xàm đi, đừng có cược nhã. Nói với anh, những kẻ ảnh hưởng trị an xã hội tôi chưa từng tha một ai. Ôi, cô gái này vừa nhìn đã biết cái loại người mà không điều tra tận gốc thì chỉ công tác cho mình mà. Mời kia trừ lão chưa bao giờ mới tới đây. Ôi, cái đợt. Sao lại công tác giáo hoàng mà nó chứ không nỡ mặt mình ư? Tình Huyền, không phải tôi cầu cô chăm sóc sao? Chuyện này là sao? À, cậu trưởng Chịu à, không phải tôi không nỡ mặt ông. Chỉ là vụ án này không phải dạng nhỏ, vô cùng rắc rối. Không phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Rắc rối cái gì chứ? Hai tên xung đột với cậu ta đều bị hôn mê, xương ở trên người thì vỡ vụn, hầu như đã bị lập phế nhân. Đây là do virus bên trong người của chúng liên quan éo gì tới tôi chứ? Đừng nói lập phế, cho dù là giết người thì đối với giáo hoàng cũng là chỉ là chuyện nhỏ. Cái này khó xử lý rồi, nếu tông phận của giáo hoàng bị tra ra, ông còn không được tôi giết ông đó. Ôi, nhìn xem mắt mà xử lý đi. Ai? Vâng, giáo hoàng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hả? À, chuyện gì vậy? Chết cha, lỡ tay quen mồm. Thôi bà nó rồi. Ai tiêu rồi, lại không cẩn thận nói ra rồi. À, được thôi, giải tỏa công khí đó mà. Giờ hoàng lễ nào đi chính là quan hệ của họ. Cơ trưởng Tù mà, manh mối có thể cung cấp tụi cũng đã cung cấp rồi. Các cô cũng không có lý do gì để bắt tụi nữa rồi đúng chứ? Đúng đó Tình Huyền à, tôi cũng xem hồ sơ rồi. Cậu ta cũng là người bị hại, nên thả thì cứ thả ra trước đi. Lời này sao có thể nói ra từ miệng của ông được chứ? Cậu trưởng Chu à, nếu như Trần Hạo Thiên vô tội thì chúng tôi sẽ thả lại trong sạch cho cậu ta. Nhưng trước khi chuyện được tra ra, cậu ta không được đi đâu hết. Cậu muốn bắt giam ư? Thả người. Tôn Tình Huyền, tôi lỡ chứ cô lập tức thả người. Dạ hoàng, nói như thật sự gấp rồi, đừng nói là phân cục này, cho dù là cục trưởng thành phố cậu ta cũng xông ra ngoài mất tôi. Nhớ lại cái năm đó, ta bị nhốt ở trong phòng giám ngục sa mạc, giá hoàng một mình đã giải quyết hơn 20 người, cởi chúng ta ra không một chút tổn thất nào. Bây giờ giá hoàng lại muốn sống người ta yên bình, mình nhất định phải nỗ lực, tuyệt đối không thể để cho ngài ấy bị bại lộ thân phận được. Chứ cục trưởng à, tuy ngài là lãnh đạo thành phố, nhưng đây là khu quản lý của tôi. Tôi nói không tả thì một con mũi cũng đừng hòng bay ra. Cô thả không? Không thả. Ê lão Châu, có được không đấy? Tôi nói này, đây không phải là chợ ban đầu. Hai người ồn ào như vậy quá khớt cuối rồi đó. Đùa cái gì vậy chứ? Bà đi cãi nhau với lần đầu không phải là vì cái tên khốn cậu sao? Tôn Tình Huyền, cô có biết cô đang mắng ai không? Nói thật cho cô biết, cô có thả người là vì tốt cho cô, đừng có mà cấn đầu. Cuối cùng ai cũng chết cả đó. Uống cho cô là cao tầng cảnh sát lấy nào? Ngay cả điều thứ nhất trong bí mật cảnh sát cô cũng quên rồi sao? Điều khổng bí mật lấy nào? Anh ta là nhân vật cấp bậc đó. Bây giờ thì cô đi trả án đi. À, nói điều khổng hữu dụng như vậy, sao không dùng sớm đi? Lãng phí nước bọt không mệt à? Giáo hoàng à, thuộc hạ vô năng, tuy làm bậy không bại lộ thân phận của ngài, nhưng vẫn sẽ kéo địa vị xã hội của ngài lên cao, cho nên tôi đã cố gắng không nhắc tới rồi. À, được rồi, ông cũng tận lực rồi đó, biểu hiện cũng không tệ. À, giáo hoàng à, tôi cũng đã xem hồ sơ rồi,
Với kinh nghiệm của tôi, lần này có lẽ là có người cố ý tìm ngài gây sự. Đồng đệ có lẽ là kẻ thù cũ. Có thời gian ông cũng giúp tôi nhớ lại đi, tôi từng tha kẻ địch nào không? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi điều tra ngay. Tập 4. Chú cục trưởng, xin lỗi ngài, vừa nãy tôi quá kích động. Tình Hiền à, tinh thần rất trách nhiệm của cô đáng khen. Lần này vậy đi, chúng tôi còn có việc đi trước đây. À đi nhà, chúng ta có cơ hội sẽ gặp lại. Thật nhất là không cơ hội thì hơn. Dạ hòa, tôi đi điều tra, có tin tức thì sẽ báo cho ngài. À được, ông cứ đi đi. Ý, sao cô lại tới đây? Gặp phải phiền phức gì sao? Nghe nói anh bị bắt nên tôi tới xem thử. Ai nói là tôi bị bắt chứ, dành cho anh sao? Cô ấy không sao chứ? Cô ấy còn ở bệnh viện, rất lo lắng cho anh đó. Cô giả làm mạng gây giống quá đi chứ. Mọi ghen này cô diễn cũng rất thật à nha. Ai nói ai là tôi ghen chứ? Nhưng mà vẫn cảm ơn cô, chứng tỏ cô thực sự quan tâm tôi. Ai quan tâm anh chứ? Nếu không phải anh là bạn trai giả của tôi thì tôi không thèm tới đâu. Thôi đi, quay về đây. Cục trưởng Tùng, có chuyện rồi. Hả? Chuyện gì? Hai người đánh nhau với Trần Hào Tuyền bị giết ở bệnh viện rồi. Cảm ơn cô nha, tôi mời cô ăn túi. Cô muốn chút xây tôi sao? Lần trước là cô tự uống, tôi không ép nha. Còn đi nữa, mấy con phải đi làm. À đúng rồi, tối nay anh ra ngoài hẹn hò với Doanh Doanh à? À không phải, chỉ là ăn cơm bình thường thôi. Đừng có quên anh là lá trắng, để bố mẹ tôi biết con ra thợ thống gì chứ. Xảy ra chuyện không gọi điện cho tôi lại gọi cho người khác. Hôm nay cũng có mày, cũng có chú cục trưởng. Nếu không, anh bị bắt qua đêm rồi đó. Gì, sao lại không nói chuyện? Không ngờ lúc cô giận xinh vậy đó. Đã là lúc nào rồi mà con đúa? Là gì nữa đây? Hả? Anh ngốc hả? Sao còn tránh? À đánh cầm đầu tránh làm cái gì? Tôi biết cô sẽ không dùng lực mà. Anh không đâu sao? Cô nói cái gì? Tôi nói anh đáng đời. Còn nữa, tôi nghĩ dần dần nói những người đó nhắm vào anh rốt cuộc là sao hả? À cái này tôi cũng không biết. Còn nữa, lần trước gặp phải cái tình lùm anh kia, chúng cũng đã chết rồi. Chuyện này chắc không phải là anh làm đấy chứ? Vậy sao có thể chứ, tôi là công dân gương mẫu đấy nha. Nghe nói chúng đều mất nước mà chết, anh có muốn đi tới bệnh viện kiểm tra không? À không cần đâu, kẻ muốn giết tôi sớm đã chết rồi, đừng có lo. Mà chúng ta dừng xe lâu như vậy, cô không đưa tôi về sao? Sau này anh ở đây đi. Bạn trai tôi không thể ở căn nhà rách nát được. Chỗ này của cô lâu rồi chưa có người ở à? Bụi đấy à nhà. Không phải là tốt sao? Dù sao thì dọn vệ sinh cũng là nghề cũ của anh. À tức là nhờ cứ động vào cái vết thương cũ của ta. À quậy, sao vậy? Dạ Hoàng, anh mau tới bệnh viện đi, hai cái tên đó chết rồi. À tôi tới bệnh viện, hai cái tên đánh lén của tôi hôm nay đã chết rồi. Trần Hào Thiền, sao mấy người xung quanh đột nhiên với anh đều chết hết vậy? Anh rốt cuộc lại cái gì đây? Đây là bánh xác. Trước đó tôi là người như thế nào? Đối với cô rất quan trọng sao? Xem ra anh không định nói. Có cơ hội thì sẽ nói cho cô. Tôi đột nhiên cảm thấy rất là đáng sợ. Có con khác tôi thậm chí lạnh cả người. Hình như anh lúc bình thường đều giả vờ. Anh
chưa từng là Trần Hạo Thiên thực sự. Đừng có nghĩ lung tung nữa, tôi là tôi, không có giả vờ gì hết. Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên, cái đồ khốn anh. Cuối cùng cũng tới rồi à. Bảo vệ hiện trường, tôi đã gọi giáo quan tới rồi, cô ấy sẽ tới ngay thôi. Ai cơ? Cái địch, chuyện này là sao đây? Giáo quan, ở Trần Hạo Thiên. Là chủ ông ngốc hả? Đã nói là đừng có gọi như vậy rồi mà. Công trưởng chủ lại gọi là giáo quan, anh ta rốt cuộc là... Ai giờ, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại rồi. Tưởng tôi muốn chắc đồ ngốc. Để rồi, nếu tôi đã tới thì không còn chuyện của hai người nữa rồi. Ra ngoài đi. Anh chắc là không cần hỗ trợ chứ. Một mình có thể nhìn ra được gì chứ. Cái này... Tất cả ra ngoài, mau. Hỏi nó nhiều. Quá nhiều. Cái loại kỹ năng cấp thấp này bớt sai lại đi. Có bản lĩnh thì hiện thân. Trần Hạo Thiên, mày thật sự không nhớ chúng tao à? Chúng ta chết rất là thảm. Tập 5. Cửu Thiên Vũ Thần Quyết tiền kiếm. Mày, tao đã nhớ ra rồi. Là cái tên khốn trước đó đụng độ ở trên đường cao tốc. Không sai, Trần Hạo Thiên à. Chúng tao đều là người bị mày giết. Mày không biết dùng cả Cửu Thiên Vũ Thần Quyết à? Không ngờ lại gặp được kẻ người kế thừa duy nhất của Thiên Chính Cung ở đây. Lại gặp phải truyền nhân duy nhất của Thiên Chính Cung ở đây à? Đúng là may mắn thật. Cô ta lại biết Thiên Chính Cung lẽ nào cô ta là người phi vũ môn? Những thứ này đều chỉ là con rối bị khống chế. Những thứ này là gì vậy? Kỳ địch, cô ở đây làm cái gì? Mọi kiếp đáng chết. Trần Hạo Thiên, Cửu Thiên Vũ Thần Quyết Ngự Kiếm. Không ngờ Thiên Chính Cung cũng biết phi hành thuật. Cái này có gì khó chứ? Có chứ trời tiền kiếm bao giờ à? Chứ ngự kiếm phi hành bao giờ? Tiền kiếm. Mình không rõ phù đoạn của phi vụ môn. Hơn nữa, bây giờ cô ta còn có con tin. Nếu ra tay chắc chắn sẽ chịu thiệt. Sao không dám qua đây à? Thuận tiện nói cho anh luôn. Virus của anh tôi nhìn rất là rõ. Đi. Âm binh sát trận. Lấy là cái chiêu này. Diệt hắn. Lần này mày chết chắc rồi. Trần Hạo Thiên à.
Cái chung bằng lệnh đó có thể chơi được nhiều con rối như vậy. Anh sai rồi. Số lượng con bên trong này không phải là dựa vào pháp lực của tôi mạnh bao nhiêu, mà là anh từng giết bao nhiêu người rồi. Tôi đã nói rồi, tôi có thể nhìn thấy được virus của anh. Lão chủ nghe thấy không? À, giáo quan cậu ở đâu? Tôn thượng đối diện, ông giúp tôi chút đi. Nhớ ra rồi sao? Những người bị anh giết chết cậu có thể giết tôi, nhưng mà có thể tha cho con trai tôi một con đường sống không? Không được. Nhiệm vụ của tôi là phải xử lý sạch sẽ. Trân Hạo Thiên, sẽ có một ngày tao sẽ giết chết mày. Đây là cái chuyện trước đó mình làm sao hoàn toàn không có ấn tượng, cũng nên kết thúc rồi. Thế nào, cảm giác sắp bị những nghiệp chướng của mình đánh bại không tệ chưa? Lão chủ, lúc này chú cục trưởng. Giết hắn cho ta. Trân Hạo Thiên, anh ta mau đi, để không phải là chuyện chúng ta có thể nhúng tay. Trân Hạo Thiên, cho dù anh có mạnh nữa thì cũng không phải là đối thủ của Phi Vũ Môn cho tôi. Ồ vậy sao? Tôi nhận thua. Bây giờ cô là con tin của tôi. Nghe đây, bây giờ tao có thể đưa virus vào người của con nhỏ này. Nếu như muốn cứu cô ta thì mau chút cút ra đây cái tên nhát gan. Ngu xuẩn, đừng có phí sức nữa. Lão đại sẽ không, chúng ta sẽ không vì ta mà. Cái địch tên này sao làm được gì? Trân Hạo Thiên à, hôm nay có những người gặp may mắn, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Nợ mơ, đừng không chạy. Người phụ nữ của mày ở trong tay tao, muốn cứu cô ta thì tới tìm tao. Mọi kiếp lễ nào? Không ai nghĩ mấy cái địch. Các người lại chắc là thế giờ ẩn thế nào trong núi ra đây? Này nhỏ con, sao trong tay của người lại cầm tín vật của Phi Vũ Môn? Lại là Phi Vũ Môn, nhưng mà những người này hình như không quen mình. Trước khi gọi người khác thì ta nên giới thiệu chút nhỉ. Cái gì? Người là cái thá gì chứ? Bà đấy sao phải giới thiệu? Tại hạ đệ tử thân truyền đường môn chủ đời thứ 9, Lam Phi Mật. Đây là sư muội của tại hạ, Sáu Nhi. Vậy tạm được. Các người có ta là anh Trần là được rồi. Lòng vũ này ở cô là tôi vừa nhận được đấy. Anh là người vô liệp sĩ.
Sao Nhi lại còn vô lý? Xin lỗi anh Tròn, sao mũi của ta hãy mất dậy? Nơi này hình như có một trận đại chiến, có thể nói là cho chúng tôi được không? Võ thuật vừa nãy tôi có đánh nhau với người cùng một phái cái cầu một trận, bọn chúng dùng cái lông vũ này bỏ chạy rồi. Chỉ dựa vào người mà cũng đòi đánh người, chúng ta chạy sao có thể? À, tí này con tí tì. Tôi phải đi cứu người rồi, không có thời gian nói chuyện phím với các người. Tập 60. Alo lão chủ à, chăm sóc cho cậu trưởng tôm nhé, tôi sẽ bị giải thích. Nè tới hạ trò người, giống chưa thức gì vậy? Sao tôi chưa thấy bao giờ? Tiền kiếm phái tôi từ lập sáng. Các người đừng có theo tôi. Anh Trần à, chúng tôi có thể giúp anh. Vì vũ môn các người đã giúp tôi đủ rồi. Tây hắc bạn truy sát tôi, con bắt bạn của tôi, thật sự là cảm ơn rồi. Hoài chúng không phải là người của phi vũ môn, chúng ta sẽ không lập mấy cái chuyện đó. Thật ra lần này chúng tôi tới là vì muốn thành lý môn hộ. Người bắt bạn của anh tên là Liễu Như Yên, cô ta phản bội sự môn sớm đã bị trục xuất rồi. À vậy môn phái các người cũng quá lỏng lẻo rồi đó. Trục xuất sự môn không phải đều phải phế vào cùng hay sao? Cô ta bỏ chạy chính là dùng lòng vũ trồng tiền anh. Hả? Thứ này hơi dùng thật đấy. Vậy sao các người không dùng cái này đuổi theo cô ta? Bảo vật này là một trong những pháp bảo trấn phái làm tường. Người truy vết chỉ có thể định vị được địa điểm cuối cùng sử dụng thôi. Làm tường à? Các người không thể dùng cái tên mới mẻ hơn hay sao chứ? Anh hổ, sao anh ngốc vậy? Vì em mà dùng pháp bảo, người có môn phái nhất định sẽ phát hiện ra chúng ta. Năm đó em vì anh mà bị trục xuất sư môn, anh không thể mặc kệ em được. Nè các người bắt tôi tới đây làm cái gì? Mau tả tôi ra. Để trường hợp thiền tới cứu cô thì tôi sẽ thả. Tôi không quen thú vị cô. Trần Hạo Nhiên, tôi và anh ta căn bản không quen, anh ta sẽ không mạo hiểm tới cứu tôi đâu. Tôi ngược lại rất tò mò, sao cô lại quen Trần Hạo Thiên? Tôi theo hắn, hắn tập bám thì tôi thì có. Cái người một tá tôi ra, vô thế nào thì mà phải chơi lớn như vậy chứ? Thu thế nào à? Bộ giống bây giờ của tao là hắn trò đó. Hắn thậm chí còn không hề xin lỗi. Cho nên tao mới tiêm virus siêu cấp như hắn, còn học môn pháp của phi vũ môn, tao và giết hắn mới có cơn giận này. Trần Hạo Thiên, anh ta sao làm chuyện như vậy được chứ? Sao lại không được chứ? Cứ đợi hắn tới cơ hội cho rõ đi. Cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Cuối cùng gặp nhau rồi. Tên nhát gan. Cái gì? Nguyên nhân tập đoàn Hổ Thị xảy ra hồ hoạn đang điều tra. Liên phun bộ nằm như mô tả nhé. Đây có lời lời hoàn tới việc trước đó xung đột của hát bạn. Thì hạ như cũng khàn tiếng rồi. Chà. Chà. Tiêu hộ à, mau chạy đi. Chà. Trần Hậu Tiên. Ý, vì báo thù, mình chưa từng dừng việc điều tra về hắn. Nhưng mà tiên triển lại không thuận lợi. Một đám phế vật mấy năm rồi mà vẫn chưa tìm thấy Trần Hậu Tiên. Tôi còn bao nhiêu thời gian? Nhiều nhất một năm. Thời gian của mình không còn nhiều nữa. Vì vậy mình bắt đầu tìm kiếm một phái trong truyền thuyết. Mệnh mối này cũng sẽ là một di sản bà để lại. Bên trời nói bọn họ có cách chữa trị khác hiện đại. Đây có lẽ cơ hội cuối cùng của mình rồi. Người không có tư cách đã bước vào phi vũ môn tu hành, mời về cho. Tôi không đi đâu hết trước khi ngài đồng ý với tôi.
ba ngày sau. Sao? 13 ngày các người đã đổi chủ ý rồi ư? Tôi chỉ khuyên người một câu, đừng lãng phí thời gian nữa. Người không có tiền gì, không thích tu luyện. Vậy thì chúng ta chờ xem. Chị à, chị nói người này có phải ngốc rồi không? Đã quay một tuần rồi. Sao vậy? Em quan tâm hắn như vậy ư? Chắc không phải. Ý Như Yên. Nè, sao ngươi cứng đầu gì vậy? Cậu đi lại không chịu đi. Nước. Nước. Ngươi trẻ tuổi à? Không phải ta bạc tình, mà là quy định của môn phái, không cho phép truyền thụ công pháp cho người ngoài. Để cậu nghỉ ngơi cho khỏe thì xuống núi đi. Đại sư à, tôi chỉ muốn chữa bệnh, sống tập 5 năm nữa là được. Xuống núi đi. Nè, từ bỏ vì sao? Nếu không thì sao? Sư phụ cô đã nói tới nước này rồi. Người cầu tiên rốt cuộc là vì cái gì? Sống tiếp, sau đó thì báo thù. Sao vậy? Có cười cái gì? Có người người đó, không có gì, chỉ là cảm thấy người rất đơn thuần. Sống chỉ vì báo thù sao? Ôi, cô thì hiểu cái gì chứ? Như vậy đâu, nếu người từ bỏ báo thù, ta có thể dạy người cùng pháp giúp người sống tiếp. Đương nhiên trời đất, trời biết đất biết, ta biết và người biết, thế nào, được chưa? Ngài quen biết với Như Yên, đã thay đổi số mệnh của ta. Quay lại thực tế, vì mặt sức cậu lẽ đây. Sư tỷ, lần này tỷ không chỉ thoát được đâu, hậu quả phản bội sư môn chắc tỷ cũng đã rõ. Vì vô mộng hết người rồi à, lại phát cái tính nhóc này tới. Như Yên, mấy người này vào cho em, ai có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ai đương nhiên là không có cô, ai trái lưng cho tôi. Vậy cô còn không một giờ biết chúng đi. Lão đại à, hút ra, để không phải là chuyện của một mày nhúng tới vào được đâu. Nhìn quá. Trần Hạo Thiên, tất cả những gì tao làm đều là vì giết mày. Không tệ, như vậy mới thú vị chứ. Sao nhỉ? Anh đưa thầy sư tỷ bên này giao cho em. Tập 64. Cái gì? Vứt cái đám này cho em, con quá chán rồi đó. Ừ. Chí gì à? Con tướng mày lợi hại thế nào chứ? Nếu dùng toàn lực thì mày đã sống quỳ xuống dưới đất rồi. Thật ra tao không muốn đến với mày. Tao đã thói ẩn rồi, muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Nhưng tao cũng biết đây là nhân quả của tao. Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Mày dùng cái chết an ủi những người mày tàn sát đi. Ừ? Mày làm sao vậy? Tao cho mày nằm phố tùy đánh. Nếu bị đánh chết thì coi như đây là mệnh của tao. Nhưng nếu không bị đánh chết, vậy tao hy vọng oan oán giữa chúng ta sẽ kết thúc. Mày muốn chết? Sư tỷ, tỷ đều không hiểu vì sao tỷ là vì cái tình đó mà phản bội sư môn. Nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Để với thầy sư phụ tình lý môn hộ. Phim mặt à, mỗi người đều thay đổi cuộc sống riêng. Đi tha cho chúng ta đi, sau này không gặp lại nữa. Nhưng tội lỗi của tỷ đã phạm phải, không thể tha thứ là được.
Đức quân tỷ đã từng làm những gì. Mình cũng không biết từ lúc nào mình bắt đầu hứng thú với tiền đó. Có lẽ từ lúc bắt đầu, cũng có thể là trong một khoảng khắc nào đó. Mình cũng không còn nhớ nữa. Lúc tỉnh táo lại, mình đã xúc phạm quá nhiều môn vi. Như Yên à, con trộm pháp bảo bốn môn đi đâu rồi? Sư phụ à, sư tỷ có điều khó nói. Con chưa tới lượt con nói chuyện, ra ngoài. Tỷ tỷ, Như Yên rốt cuộc là sao vậy? Sư phụ nói muội trộm dùng pháp bảo chỉ vì cái tên người thường đó sao? Tì tì à, chúng ta là người thường, muội chỉ là muốn giúp đỡ hắn mà thôi. Công pháp con đã dạy rồi à, chỉ là một chút càng bản, tuy hắn không có thiền phú gì nhưng lại rất nỗ lực. Muội bị ngốc à, chuyện tu công pháp cho người ngồi đã là phản bội sự môn rồi, sẽ bị thành lý môn hộ. Chuyện này nhất định không được trời biết, hiểu chưa? Nhớ là sư tỷ. Đệ chỉ muốn đưa cho sư tỷ chút điểm tâm thôi mà. Đi đi. Sư tỷ à, nhất định là sư phụ đã hiểu lầm rồi. Để chuyện sáng tỏ sẽ tha tỷ ra. Cảm ơn đệ phi mật. Bọn họ vừa nói sư tỷ làm chuyện phá bội sư môn, có phải mình nên nói cho sư phụ? Vì mặt dễ hay lắm, đi vội như vậy là muốn nói cho sư phụ sao? Sư tỷ à, nói cái gì vậy? Đi không nghe thấy gì cả. Chứ dù không nghe thấy gì. Nhớ là có đang làm cái gì vậy hả? Muốn phản bội sự môn sao? Chư vụ, Như Yên là em gái cô, còn không thể để chuyện đó xảy ra được. Mặc nhìn đồ kia lại cho ta. Nhiều người vậy xem ra sư phụ sớm đã có chuẩn bị rồi. Như Yên, không có ai. Tiêu rồi, trung kế rồi. Tí mùi hai người phạm môn quy bản bội sự môn. Ngày mà ta đích thần thành lý môn hộ. Xin lỗi chị, làm chị cũng liên lì rồi. Vì cái tên đàn ông đó mà hai chúng ta đều mất cả mạng sống. Chị à, chuyện tới nước này em xin chị một chuyện cuối cùng. Chuyện gì? Lồng Lam Vũ. Chiếc lồng này có thể dùng cho một người. Chị, chuyện này là lỗi của em. Sư phụ sẽ không tha cho em, cũng không tha cho anh Hổ. Xin chị hãy giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện. Như Yên, em muốn làm gì? Xin lỗi chị à, lôi chị vào chuyện này rồi. Vĩnh biệt. Cô là? Là anh đã hại em gái của tôi. Như Yên, cô ấy sao rồi? Rồi cuộc anh đã bỏ bồ mồ tuốt lú gì cho em tôi hả? Em ấy là chịu bán cả mạng sống vì anh chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Như Yên, vì anh mà vi phạm môn quy, bây giờ lại đang đứng trước cơ tử. Cái gì? Sao lại như vậy được chứ? Công lực của anh bây giờ là sao? Chúng ta bị gì cấu mấy? Thiên phú của tôi không cao, hiện tại chỉ có thể mở ra được một đôi cánh. Hơn nữa thời gian cũng có hạn. Chỗ này của anh có vũ khí sao? Anh rốt cuộc là ai gì chứ? Tập số 18. Một người báo thù mà thôi. Tìm ô lên.
Thì một lần một người sống sơ sơ như vậy sao biến mất được chứ? Sư mùi à, là mùi làm được chứ? Loan sư huynh, huynh về lúc nào đó? À vừa về, ta nghe nói mùi làm rất nhiều chuyện hay hò đó. Đây sư huynh à, tới chế dụ mùi sao? Sao lại như vậy chứ? Ta chỉ tới xem. À, ta mệt quá, ta đi ngủ đi. Chắc là hôm nay có chuyện gì ta không dậy nổi đâu. Nói đi, Nhã Lan đã đi đâu rồi? Sư phụ, lỗi là do con, chị nãy tha cho chị. Chị ấy là một cô con, còn chỉ muốn giúp một người liều mạng sống tiếp mà thôi. Con đồng ý chịu một hình phạt. Tất nhiên ngươi phải chịu phạt rồi. Chúng cũng không thoát được đâu. Đây là cái gì vậy? Như Yên, anh Hủ sao lại tới? Ngọc à, đương nhiên là tới của em rồi. Nghịch đồ, đứng lại. Ăn trái cây nè. Tại đường lục lắm, để tốn công ta đi tìm. Ý, quá nhanh. Như Yên, mau đi trước đi. Hôm nay không ai đi được hết. Anh Hổ, đây là Nhã Lan làm. Anh Hổ, anh sao rồi? Không sao, mau đi hộp hợp với chị đi. Thành công rồi, chúng ta mau đi. Vẫn chưa kết thúc. Hả? Long Vũ thì có thể bay tới địa điểm cuối cùng sử dụng, cũng chính là nhà của tôi. Tôi phải cướp Long Vũ về. Ai? Phi Mật. Chỉ được cái việc đó, nó là trẻ con. Nó đã nghe thấy chúng ta nói chuyện rồi, không thể giữ lại. Chúng ta là đồng môn, nó đã bị thương, không ảnh hưởng tới chúng ta nữa đâu. Ây da, đau quá. Đây. Lôi âm sư huynh. Đây. Phim mà đề không sao tốt quá. Như bộ họ cho nổ cái nơi này rồi. Những người còn sống thì có thể chỉ còn chúng ta. Long Vũ đâu? Bị bọn họ lấy đi rồi. Như Yên nhớ là đoạn ghét. Sư tỷ à, tôi biết sau đó sư phụ ra sao không? Ông ấy đã biến thành người thực vật vì một môn huy hoàng ngày nào, bị các người đã hủy rồi. Loam sư huynh đâu? Loam sư huynh thì vẫn luôn chăm sóc sư phụ, gánh vác phi vũ môn, cho nên đã tới lúc tí đến tối rồi. Như Yên, trong hậu tiền ta cũng muốn từ bỏ báo thù, nhưng tất cả ngày hôm đó không giờ phút nào biến mất khỏi trong đầu tao, dị vợ tao. Cho nên chỉ có mày biến mất. 5 phút đã hết rồi, tới đây là hết rồi. Mày, chứ dù mày mình đầu da sắt cũng không thể đồng thời chịu nhiều virus chí mạng như vậy chứ. Đang hay hết rồi. Tập 71.